Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ ân sư, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Con tên Nguyễn Thu Hà, năm nay con 6 tuổi, pháp danh Diệu Âm Huệ Bảo, cùng các bạn đệ tử quy thành kính cúng dường bài thơ xuân về học đệ tử quy. Hôm nay ngày 16 tháng giêng năm Canh Tý, con cùng bà và mẹ về dự lễ khai giảng lớp học đệ tử quy. Con đi lòng hoan hỷ, chỉ mong có ngày này để gặp thầy gặp bạn. Sau 2 tháng cách xa, kính tạ ân sư phụ, ân quý giáo thọ sư, tâm từ thầy mở lớp, giúp lớp trẻ chúng con còn có nơi tu học, tập học đạo làm con, còn học đạo làm người, học hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa và liêm sĩ, không phải chỉ lý thuyết, chủ quyết học thực hành, để mai sau trưởng thành, học hạnh thánh hiền nhân, con thành công dân tốt, gốc trí tuệ thánh hiền. Thầy đã truyền cho con, thầy còn dạy chúng con nên bảo dưỡng thân thể để thân khỏe mạnh lành, tránh bao điều không hay. Thầy dạy chớ làm sai, chớ gieo nhân bất thiện. Thường xuyên thầy kể chuyện nhân quả báo ứng, những gương sáng thầy tổ. Thầy cố gắng dạy con, mong con học gương này, kính lệ thầy tri ân quý hộ pháp đã ban tặng pháp phục, cúc cung mọi tiện nghi, giúp lớp đệ tử quy tịch vật và tịch tài, thêm học cụ đủ đầy, ân quý ngài cao dày. Chúng con lại tri ân bậc phụ huynh chân tình cho con học, lại cùng học chung vui, tránh cảnh trống đánh xuôi, kèn gia đình thổi ngược, mong được bậc cha mẹ không xem nhẹ điều này, cùng quý thầy chung tay khuyên dạy con em mình, cùng với mình tham gia lớp học đệ tử quy và giáo dục gia đình, giúp gia đình an vui thật an vui. Xin chư Phật chứng chi, học sinh đệ tử quy nguyện thực thi lời hứa, hứa tu học tinh tấn để đáp đền nghĩa ân, và nguyện lúc chung phần Phật Di Đà tiếp dẫn về cực lạc Tây Phương. Kính lời chúc sư phụ, pháp thể thầy khinh ngang, Phật ban thầy quan thọ để lo giúp chúng sanh, tâm thành chúc đại chúng cùng mừng xuân Canh Tý, cùng học đệ tử quy, gia đình sẽ như ý, như